Rồi, thân chào quý bà con và các cô chú anh chị đam mê mai vàng đã trở lại với kênh Mai Dạo Bình Lợi. Thì hôm nay em có vô trong vườn quay giao lưu cùng các cô chú và anh chị mình xem tham khảo cái lô mai này. Thì nó có là 7 lít đây, từ mé hướng bên đây chạy dài qua bên đây là 7 lít, là chạy thẳng lên tới mí ở trên kia. Đây em sẽ phóng to ra để các cô chú anh chị mình xem nè. Đó, là tới ngay cái bụi chuối trên đó nha anh chị. Thì nó chiều dài là 150 mét, là 7 lít. Ở đây là em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem tham khảo cái vườn này. Rồi cô chú anh chị mình ai mà thấy hợp nhãn để về lập vườn thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em là 0334 233 764. Vườn này thì nó có tầm khoảng là 2.000 cây, 2.000 trên dưới 2.000 cây, nó tầm khoảng cỡ là 1.900 cho tới 2.200 ở trong cái khung đó. Tại vì cũng mai này cũng có lớn có nhỏ, tính lớn nhỏ hết đó, thì nó tầm giá cỡ đó, cây cỡ đó nha mấy chị. Thì em bắt đầu em xuống em quay tham khảo vườn cho cô chú anh chị mình xem, rồi ai mà ưng ý thì cứ liên hệ nha mấy chị. Vườn này thì em bán hết vườn, không có bán lẻ. Thì vườn này á thì bán em bán hết luôn và buông tay nha, là để cho mấy chị để lại tới Tết luôn. Thì giá là 320 triệu rồi, là bổ đồng 160 ngàn một cây. Mai thì nó rất là ok. Đây em sẽ bắt đầu tiến xuống cây để quay cho cô chú anh chị mình xem, rồi ai thấy ưng ý thì cứ liên hệ. Rồi đây em sẽ đi dài dài xuống, xuống thẳng xuống một clip cho mấy anh chị xem. Ở đây là nó có là 7 clip. Đây em sẽ quay nè. Ở đây cũng trên nhóm đầu dòng thì nó có một số nó hơi nhỏ một ít thôi, dài đổ xuống đây thì lớn rất là nhiều luôn. Để em quay xuống cho mấy anh chị xem nè. À, với hạt đâu có hạt luôn. Ai ai mà muốn mua hạt về làm giống thì cũng alo và em. À, hạt thì hiện giờ đã đen hạt hết rồi. Thì bên đây những cái này thì mình về mình làm giống để ghép đồ cũng rất là ok. Đây em sẽ xuống cho mấy anh chị xem vậy nè. Xương tàn nói chung cũng khá là đều nha mấy anh chị. Đây cái một số cây nó chưa, nó rất là to luôn. Đây quay những mấy hàng này thì nó hơi to, nó thì cũng có lớn có nhỏ, có nhỏ cũng một số nhỏ. Nói chung hoành nó thì dao động á là từ 16 cho đến 23, thì trong đây nó chiếm rất là nhiều luôn. Đó, sẽ quay cho các mấy anh chị xem hạt nè. Thì em cũng có nhắn nhủ cái anh mà bữa hổm á, có coi trên clip em á, mua 1 kg 3 hộp á, tới giờ điện thoại liên hệ của giao hạt rồi mà tới giờ điện thoại liên hệ ảnh là toàn là thuê bao không. Anh hẹn 5 ngày nữa ảnh ảnh chuyển tiền hạt mai qua mà ảnh không có liên hệ với ảnh được luôn, ảnh tắt máy luôn. Ảnh ở Tiền Giang thì thấy anh này thấy cũng vậy là thấy cũng hơi buồn. Rồi bắt đầu vô quay cho mấy anh chị xem nè. Đó, nói chung mai cũng khá là ok, khá đẹp. Giá chỉ có tính ra bổ đồng thì có 160 ngàn một cây thôi, mà mai nói chung tàn chi rất là đẹp luôn. Cái này là bán hết vườn, không bán lẻ, tại vì giá lẻ là không có cái giá được giá như này. Thì giá lẻ tùy cây, coi theo từ cây bán, nhiều khi lẻ ship ship mua đồ thì nó nặng cái tiền ship lắm. Đó cũng như những như mấy cây trên trước mặt mình dòm đây, đây như những cây này đó là cái tiền mình bứng lên cái tiền ship không, nó hết đã 200 ngàn một cây rồi. Đây, nói chung là dòng nào thấy cũng em thấy cũng khá là ok. Giá này
quá mềm luôn. Mai này rất là ok. Đây nhà vườn bán nên là giá cả thì rất là hữu nghị luôn. Đây, và dòng này thì cũng khá là bự nè. Cốt cành mấy anh chị thấy những cây như này mà giá chỉ có 160.000 một cây thôi. Đó. Đây tàn. Anh chị thấy gốc tàn chi đồ rất là to luôn. Đây sẽ đổ xuống dài xuống xíu nữa cho mấy anh chị xem. Đây, cô chú anh chị nào mà mình thấy ưng ý thì cứ liên hệ nha mấy anh chị. Đây, cái hạt nè mấy anh chị thấy không, hạt nè, cái nụ hạt là cái nè, hạt rất là nhiều, bông nó cũng khá là nhiều cánh. Này, như em nói mấy anh chị xem nè, cái dảo lai nè là nó sẽ cái hạt này nó có 6 cánh nè, bông nó tầm 6 cánh nè. Đó, cái những cái này thì nó nhiều thì nó sẽ nhiều cánh, tại trên đây là mai dảo hạt nên là lấy đại tràng vậy nè, nên là dảo nó lai nó không được rặt. Này cái như này, bông đó, nó vẫn có bông như này đó. Trong vườn này cũng khá là ok nha các cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình ai mà thấy hợp thì cứ liên hệ. Rồi thân chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị lần video tiếp theo. Đây, hạt thì rất là nhiều. Cô chú anh chị ai có nhu cầu hạt thì cứ liên hệ luôn nha.